cảm động hình ảnh người phụ nữ nghị lực, với đôi chân không còn sức lực vẫn quyết tâm đứng lên vượt qua số phận. Cuộc sống không phải lúc nào cũng màu hồng, đôi khi nó thử thách con người bằng những biến cố khó khăn. Giống với người phụ nữ trong đoạn clip này, mặc dù không biết chị là ai, tên gì và bao nhiêu tuổi, chỉ biết chị là một người phụ nữ tật nguyền, hai chân không còn sức lực. Hàng ngày chị lê lết trên những con phố kiếm từng đồng tiền để sống qua ngày, khiến nhiều người không khỏi xúc động. Chị gái ấy không may mắn như bao người khác, dường như đôi chân của chị đã bị khuyết tật nên chị không thể đứng dậy đi một cách bình thường được, mà hàng ngày chị chỉ có thể lê lết trên con đường nhựa nóng bỏng từ phố này sang phố khác, chỉ mong sao tìm được sự đồng cảm của nhiều người đi đường. Tuy một vài đồng bạc mà chị xin được hàng ngày không giúp chị giàu lên, nhưng cũng đủ để duy trì sự sống. Thế nhưng người phụ nữ này đã rất mạnh mẽ, đầu đường đầu chợ nhưng nhất quyết không đầu hàng trước số phận. Một ngày chị nghĩ mình phải đứng lên để thay đổi số phận của mình, và chị đã đứng lên thật. Ủa trước sự ngỡ ngàng của bao nhiêu con người đã từng cho tiền chị. Hình ảnh chị gái đứng lên dựa vào nghị lực phi thường của mình đã khiến nhiều người không khỏi xúc động. Dù biết rằng đôi chân yếu đuối của chị không đứng được lâu vì qua ngày hôm sau chị phải nằm xuống và lê lết trên đường, thế nhưng chị vẫn kiên cường, không để sự bất hạnh đè bẹp mình được. Nên cứ mỗi khi trời gần tối và thấy trong túi bóng đã đạt đủ chỉ tiêu thì chị gái lại đứng dậy để đi về nhà, chỉ nhất quyết không chịu lết về nhà. Không biết rõ câu chuyện phía sau cuộc đời của chị gái như thế nào, những hình ảnh chị cố gắng đứng lên đã gửi đi một thông điệp mạnh mẽ. Đó là minh chứng cho thấy, trong cuộc sống không gì là không thể xảy ra, chỉ cần không bỏ cuộc thì chị gái vẫn có thể lết xuống đường đi xin tiền, rồi lại đứng lên để đi về nhà. Quả đúng là khó khăn chính là động lực để con người cố gắng để vượt qua tất cả nghịch cảnh của cuộc đời. Hy vọng với đột phá lớn từ công việc của chị, khi chuyển từ lao động bằng tay sang cả tay và chân như một người tử tế như thế, thì chị sẽ có được công việc ý nghĩa hơn mà không phải lê lết trên đường nữa. Cảm giác nó nhức nhức cái đầu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi Tin Nhanh Official. Đừng quên ấn đăng ký để theo dõi nhiều tin mới mỗi ngày nhé.